Người dân cần tỉnh táo trong những cơn sốt đất, bởi hệ lụy khi cơn sốt đi qua là rất lớn, trong khi sản phẩm bất động sản có giá trị không nhỏ. Đây là ý kiến của nhiều doanh nghiệp chia sẻ tại tọa đàm Tỉnh táo trong cơn sốt đất do Báo Người Lao Động tổ chức sáng nay 8 tháng 4. Chương trình với sự tham dự của đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, các luật sư, chuyên gia kinh tế, các hiệp hội, doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Ngoài tập trung phân tích thực trạng sốt đất hiện nay, các chuyên gia còn bàn về tính pháp lý của các dự án bất động sản, những cảnh báo và hệ lụy, giải pháp để thị trường bất động sản phát triển bền vững. Chia sẻ về những cơn sốt đất ở các địa phương vừa qua, ông Phạm Lâm, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DKRA Việt Nam cho rằng, nguyên nhân sốt đất một phần do người dân có dòng tiền nhàn rỗi và kỳ vọng về giá bất động sản tăng trong bối cảnh kinh tế phục hồi tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, tín hiệu lạc quan. Phân tích về những nguyên nhân khiến thị trường bất động sản sốt giá, bà Nguyễn Hương, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Đại Phúc Land cho rằng, do những năm qua, nguồn cung hạn chế, thiếu sản phẩm ở các phân khúc, trong khi nguồn tích lũy của các nhà đầu tư là có, dòng tiền dồi dào. Do những cái năm vừa qua thì cái giá bất động sản ở tại các thành phố lớn, ở trong nội thành á, hoặc là những vùng phụ cận, nó đã có mức điều chỉnh khá là nhanh và khá là cao. Cho nên là ở những cái vùng xung quanh, á, giống như là nước chảy về vùng trũng, á, nó đang thấp so với những cái vùng khu nội đô. Cho nên là có cái tình huống là gì? Là sẽ có tình huống là những nhà đầu tư họ sẽ kỳ vọng ở những mặt bằng giá xung quanh này đang ở thấp, nó sẽ đẩy lên cao. Cộng với cái điều cộng hưởng nữa là yếu tố khách quan nữa là câu chuyện liên quan tới liên tiếp các thông tin về đầu tư, về đầu tư công, về cơ sở hạ tầng cũng như là về các cái quy hoạch mới, các cái thành phố mới được thành lập, các cái việc nâng từ huyện lên quận, thì nhà đầu tư họ cũng kỳ vọng trong cái tương lai sẽ có một cái gọi là sự gia tăng giá trị bất động sản trong ngắn hạn lẫn dài hạn. Dù vậy, bà Nguyễn Hương cho rằng các doanh nghiệp cần tỉnh táo trong những cơn sốt, bởi hệ lụy khi những cơn sốt đi qua là rất lớn. Trong khi đó, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sốt đất hiện nay thực sự là sốt giá bất động sản trên tất cả các loại hình, không chỉ đất nền và đất nông nghiệp mà cả sốt giá căn hộ, dự án nhà biệt thự, nhà phố và cả khu vực đô thị cũ. Giá nhà đất tại khu vực đô thị cũ cũng tăng lên rất cao. Hệ lụy của tình trạng sốt giá khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại, thậm chí phá sản trong khi nhà đất bị bỏ hoang. Về giải pháp để triệt những cơn sốt đất, lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất, ở góc độ quản lý nhà nước, kinh nghiệm từ một số nước cho thấy khi xử lý vấn đề này cần phải đánh thuế chuyển nhượng rất cao để triệt tiêu ý chí của nhà đầu tư. Cụ thể, nếu nhà đầu tư mua đi bán lại sẽ đánh thuế cao trong 2 đến 3 năm đầu khi chuyển nhượng. Đồng thời, nhà nước cũng cần đánh thuế những người có nhiều bất động sản và đánh thuế ở mức cao nếu không đưa vào sử dụng. Ngay với cơ chế về tín dụng, việc cho vay 70% giá trị tài sản đảm bảo có thể tạo cơ hội để nhà đầu tư vay mua lướt sóng nhiều hơn. Chính sách tín dụng này cũng cần phải thay đổi ở những giai đoạn sốt giá nhà đất, như giảm hạn mức cho vay xuống từ 70% về 30-50% tùy giai đoạn, kiểm soát việc đầu tư lướt sóng qua dòng tín dụng đổ vào thị trường bất động sản. Trao đổi về dòng vốn tín dụng đổ vào bất động sản, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, hiện dư nợ cho vay lĩnh vực bất động sản khoảng 350.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 13,5% tổng dư nợ. Nếu so với đầu năm, tín dụng bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh tăng khoảng 2%, tương đương với mức bình quân chung. Đến nay, việc quản lý vốn tín dụng chảy vào bất động sản là hợp lý trong tầm kiểm soát. Thống đốc thì nó cũng đã ban hành cái thông tư 08 về các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng. Thì trong đó có nói rõ là các tổ chức tín dụng chỉ được sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn theo những cái tỷ lệ giảm dần. Ví dụ như bây giờ hiện nay là chúng ta đang áp dụng coi như tỷ lệ là 40% vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn. Thì đến cuối năm 2021 này đó thì sẽ giảm xuống thì còn 37%. Đến cuối năm 2022 sẽ giảm xuống còn 34%. Và đến cuối năm 2023 thì sẽ giảm còn 30%. Tức là các tổ chức tín dụng chỉ được sử dụng 30% tới 40% của vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung dài hạn mà thôi. Mà cái tỷ lệ này trước đây nó là từ năm 2016 trở về trước nó là tới coi như thế là tới 60%. Một cái cơ chế thứ ba nữa để chúng tôi để hạn chế và kiểm soát tín dụng cho các cái lĩnh vực gọi là trung dài hạn cũng như là bất động sản cũng như chứng khoán đó, đó là chúng tôi nâng cái hệ số rủi ro đối với các khoản kinh doanh cho vay bất động sản lên gọi là 200%. Mà cái tỷ lệ này
những cái năm trước đó là chỉ có 150% thôi, và có khả năng sắp tới nó sẽ coi như là chúng tôi sẽ nâng lên khoảng 250% nữa, để từ đó mà yêu cầu các tổ chức tín dụng phải khi mà quyết định đầu tư vô lĩnh vực này phải coi như thế là phải thực hiện cái việc mà trích dự phòng rủi ro đối với ngành này là rất lớn.